Hội đồng Giám mục Việt Nam chỉ trích mạnh mẽ dự luật tôn giáo. Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa công bố một lá thư phê phán dự luật tôn giáo mà Quốc hội Việt Nam dự trù thông qua vào cuối năm nay. Trong lá thư gửi cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận định là dự luật này có những bước thụt lùi, tiếp tục củng cố cơ chế xin cho và có hàm ý rằng các tôn giáo là thế lực thù địch với chế độ. Để chứng minh cho sự thụt lùi, lá thư nói rằng bản dự thảo trước đó quy định là các tôn giáo có quyền thành lập các cơ sở giáo dục, y tế và xã hội để chăm sóc cho người dân. Tuy nhiên, trong dự thảo mới nhất thì chỉ có vài dòng có tính cách chung chung và mơ hồ như là được phép tham gia vào các hoạt động giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội và từ thiện theo quy định của pháp luật, có nghĩa là vẫn tiếp tục cơ chế xin cho. Lá thư cũng nhấn mạnh rằng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn nhìn các tôn giáo trên bình diện chính trị, xem họ là các thế lực đối kháng với chế độ. Chính vì nhận định sai lầm này mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã tiêu tốn quá nhiều tiền bạc và nhân sự nhằm theo dõi và đàn áp các sinh hoạt tôn giáo. Việt Nhật ký kết một số thỏa ước an ninh và thương mại. Nhân chuyến công du Nhật Bản, phái đoàn Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký kết hàng loạt thỏa ước về an ninh quốc phòng và thương mại song phương giữa hai nước Việt Nhật. Về mặt an ninh, hai nước đồng ý tăng cường hợp tác an ninh, theo đó thì Nhật sẽ giúp tăng cường khả năng tuần duyên của Việt Nam, viện trợ thêm nhiều trang thiết bị về quốc phòng. Về mặt thương mại, thì phía Nhật đã ký kết nhiều dự án đầu tư tại Việt Nam lên đến 22 tỷ Mỹ Kim, đồng thời cam kết sẽ cho Việt Nam vay thêm 1 tỷ Mỹ Kim để phát triển cơ sở hạ tầng. Trong các dự án mà Nhật dự trù cho vay vốn đầu tư có dự án xa lộ Bắc Nam và hệ thống xe điện trong đô thị. Tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội đã vượt mức cho phép gấp nhiều lần. Số liệu do tổ chức phi chính phủ Green ID công bố tại một cuộc hội thảo vào hôm qua ở Hà Nội cho thấy là mức độ ô nhiễm không khí tại Hà Nội cao gấp đôi tiêu chuẩn Việt Nam và gấp 5 lần so với tiêu chuẩn cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Theo nhận định của Tổ chức Green ID, thì tình trạng ô nhiễm trầm trọng này đến từ các nhà máy nhiệt điện lạc hậu và lượng khí thải quá cao từ giao thông và công nghiệp. Trong khi đó thì tại một cuộc hội thảo khác cũng diễn ra vào hôm qua ở Hà Nội, Bộ Nông nghiệp Việt Nam cho biết các nguồn nước bị ô nhiễm là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hơn 9.000 người và hơn 100.000 người khác bị ung thư mỗi năm. Tại cuộc hội thảo này, một số chuyên gia nhận định là việc sử dụng các hầm đúc bằng bê tông chứa chất thải từ con người dễ bị rò rỉ, ngấm vào nguồn nước sinh hoạt, đặc biệt là nguồn nước giếng. Tình trạng sạt lở bờ sông tiếp tục diễn ra ở tỉnh Cà Mau. Trong mấy tháng qua, tỉnh Cà Mau liên tiếp diễn ra tình trạng sạt lở bờ sông, gây thiệt hại nặng nề đến tài sản và đời sống của người dân. Chỉ tính riêng tại huyện Nam Căn, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 9 vụ sạt lở nghiêm trọng ở các xã Tam Giang Đông, Lâm Hải, Hiệp Tùng và kể cả thị trấn Nam Căn. Theo Sở Nông nghiệp Cà Mau, thì hai vụ sạt lở tại xã Tam Giang Đông có chiều dài hơn 200 thước, gây thiệt hại cho 300 mẫu đìa nuôi tôm cá. Vào tháng trước, thêm 7 vụ sạt lở diễn ra tại huyện này, trong đó có đoạn sạt lở kéo dài từ bến phà Vàm Sáng đến trường tiểu học Hiệp Tùng, dài 150 thước, sâu 20 thước. Nhưng vụ nghiêm trọng nhất là vào sáng ngày 30 tháng 5 tại thị trấn Nam Căn, với 16 căn nhà bị lôi xuống sông và 9 căn nhà khác có nguy cơ sập xuống sông bất cứ lúc nào. Giới chức Cà Mau cho biết thêm là tại huyện Đầm Rơi trong vòng một tháng qua đã có đến 8 vụ sạt lở khiến 10 căn nhà bị hư hại nặng. Hiện giới chức tỉnh này đang có kế hoạch là từ nay đến năm 2025 phải chi ra hàng trăm triệu Mỹ Kim để di dời 5.000 gia đình ra khỏi các vùng sạt lở. Cảnh sát Pháp bắn hạ một tên khủng bố trước nhà thờ Đức Bà Paris. Cảnh sát Pháp đã nổ súng bắn hạ một tên khủng bố khi y cầm búa lao đến tấn công vào một nhóm cảnh sát đang tuần tra trước cổng nhà thờ Đức Bà ở thủ đô Paris vào hôm qua. Theo giấy tờ tùy thân tịch thu trên người, thì tên khủng bố này là một sinh viên đến từ Algeria. Trong khi tấn công, hung thủ hét to câu, đây là vì Syria.
trong người hung thủ còn tìm thấy một số con dao làm bếp. Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết hung thủ đã đơn phương hành động và không có một đồng lõa nào trong vụ tấn công này. Cần nói thêm là trong vòng 2 năm qua, hàng loạt vụ khủng bố đẫm máu đã diễn ra ở nước Pháp, tất cả đều từ những tay Hồi giáo cực đoan mà tổ chức nhà nước Hồi giáo IS đều tuyên bố là thành viên của họ. Hoa Kỳ ủng hộ việc cô lập Qatar để cắt nguồn tài trợ cho khủng bố. Trong các thông điệp đưa ra vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với các nước Ả Rập đang mở chiến dịch cô lập Qatar để trừng phạt nước này về tội tài trợ cho các tổ chức khủng bố trên thế giới. Cần biết là trong mấy ngày qua, hàng loạt quốc gia Ả Rập ở Trung Đông đã triệu hồi giới chức ngoại giao của mình về nước, đồng thời ra lệnh cấm hãng máy bay Qatar bay vào không phận của mình. Vào hôm thứ Hai, Saudi Arabia, Bahrain và Liên hiệp Tiểu vương Ả Rập UAE ra lệnh cho toàn bộ công dân Qatar phải rời khỏi nước họ trong vòng 2 tuần tới.